bán nguyên phim full hạ tầng tại Việt Nam thuộc công ty truyền thông Hòa Thủ. Tập 10, phần 1. Móc túi đều có nguyên tắc triết lý, sao cô lại không quan tâm tới mấy điều đó gì hả? Chú chính là người bắt anh tôi có đúng không? Muốn bắt tôi thì cứ bắt luôn đi, đừng có đây bày trò nữa. Nếu chú mà còn không bắt tôi quay lại móc túi của cái kia đó. Không nên móc túi mấy cô gái xinh đẹp. Đã nói rồi là ai xinh đều là người tốt biết không? Gông Su Chanh là cái thá gì mà cô đi móc túi để mà trả viện phí cho anh ta? Hả? Rồi nếu như cô bị bắt thì phải làm sao? Tôi không bắt cô đâu. Cô đã vất vả rồi. Đừng có uống rượu hay là cà phê. Mua cái gì đó ăn đi. Dạo này thấy cô gầy quá rồi đó. Sao tự nhiên lại thân thiện như vậy chứ? Mình còn phải trả thù cho anh Su Chan nữa mà. Nè cô, lần này sẽ không để cho cô đi đâu. Bên vai bị cô va phải lần trước, tới giờ vẫn còn đau nè. Bé xinh đẹp này á là của anh cảnh sát hả? Anh hả? Dạ. Vậy cô muốn đi uống cà phê với tôi hay là trả tiền viện phí? Đi ăn đi. Có người nói tôi đừng có uống cà phê mà phải đi ăn. Được thôi, vậy đi ăn. Tôi tên là cô Bông Súc, còn anh? Tên của anh là Đết Gu Sinh hả? Tôi gọi sao cũng được ha. Thích gọi gì thì tùy cô thôi. Vậy đi thôi. Hôm qua xin lỗi nha, lát nữa có thể phỏng vấn lại không? Nè, có sờ móng tay không vậy? Chắc là thím không có bạn trai đâu đúng không? Có quần áo của thím đang mặc kìa. Ôi trời, còn không thèm trang điểm nữa. Rõ ràng là không có bạn trai rồi. Nhớ mặt em rồi đó nha. Em thử gặp mặt chị ở trên đường coi đi. Thím nổi giận là còn xấu xí hơn nữa kìa. Đồ bà thím xấu xí. Bực mình quá đi. Làm gì vậy? Chuẩn bị hành trang cho thật là lộng lẫy trước khi lên đường đi trả thù chứ gì. Còn bộ móng tay này hả? Là sự ngầu lộ của riêng tôi đó. Không biết còn lên mặt. Thế làm sao? Làm vậy ngầu lắm đúng không? Năm nay bao nhiêu tuổi? Đã 19 tuổi rồi. Năm sau em sẽ học đại học đó. Móng tay xinh quá ha. À, cái này hả? Màu sơn móng tay màu đỏ dạo này đang hot lắm. Vậy à, cô đứng lên xem. Xoay một vòng. Ngồi xuống. Chà, em gái xinh đẹp, nghe lời quá ha. Anh rất thích tính cách này của em. Khi làm việc em vẫn nghe lời như vậy chứ? Dạ, em đang cần kiếm tiền, kiếm càng nhiều càng tốt. Anh cũng vậy, càng nhiều càng tốt. Đi thôi. Ok, tôi hiểu rồi. Lần điều động này sẽ do tôi chịu trách nhiệm. Không biết là cái tên nghi phạm đó dựa vào ai mà có thể ngăn cản chúng ta điều tra chuyện của hắn. Nhưng bây giờ đi bắt hắn thôi. Đi thôi nào. Dạ. Ê, trưởng phòng Bắc à. Anh... cà phê bên quán này ngon hơn đó. Vậy nên anh muốn làm thay cho tên tay sai đã ôm tiền bỏ trốn của tôi à? Phải thay người lái tàu thì mới đi nhanh được. Cảnh sát là người lái tàu thì con tàu đó chắc chắn không bao giờ chịu. Trời ơi, thông minh quá đi. Vậy thì nhiệm vụ của tôi là đi tìm những nữ sinh, nhận tiền qua hồng trước, sau đó thì cho họ ký hợp đồng làm nô lệ không công của anh, có đúng không? Giới thiệu việc làm chỉ là bình phong thôi phải không? Mục đích thực sự là gì?
dụ bọn nữ sinh rồi đem chúng đi bán. Nói thật thì tôi cũng không biết bọn họ làm gì với lũ trẻ. Tôi chỉ biết cấp trên kêu tôi gửi tin nhắn từ điện thoại của lũ trẻ một thời gian, sau đó làm như chúng biến mất rồi dứt điện thoại. Còn chuyện phía sau thì có trưởng phòng bắt lo liệu. Xong có tôi tham gia thì hơi khó. Sao vậy? Anh nghĩ tôi không làm được hả? Nghe nè, tôi cũng rành mấy chuyện này lắm đó. Hắn ta còn rành hơn cô. Với cả kế hoạch lần này nguy hiểm lắm, tuyệt đối không được đâu. Nếu làm ở tỉnh lẻ thì tiền lương cao hơn. Tuy vắng vẻ nhưng mà lương cao, sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng mà tôi có điều kiện. Bỏ nữ sinh kia ra nha. Thực ra thì cô ta là phóng viên. Tôi đang đi cùng trưởng phòng bắt. Ngoài tôi ra còn ba nữ sinh nữa. Sao anh lại nói chuyện đó cho tôi biết? Tôi chỉ là muốn cho anh thêm niềm tin với tôi thôi. Sao? Đội đặc nhiệm và đám phóng viên đang hợp tác với nhau để mà giăng bẫy anh đó. Anh đang là mục tiêu mà bọn họ muốn tóm đó. Chấp nhận phản bội phe của mình để làm gì cho tôi à? Lý do gì khiến anh phải làm như vậy? Tiền đó. Anh cảnh sát này đúng là giống tôi thật đó nha. Ôi trời ơi. Alo, tôi nghe. Theo lời của anh, tôi đã loại bỏ cái gà đó, chỉ đang chở mấy nữ sinh khác đi thôi. Anh đã lừa được bọn cảnh sát bên đó rồi chứ. Ôi trời, cứ tin ở tôi đi ông anh à. Giờ thì tôi hỏi cô một câu nghiêm túc nha, nhớ trả lời thật lòng. Lại là câu hỏi chọn cảnh sát hay kẻ lừa đảo? Anh đã hỏi câu này nhiều lần rồi. Không phải là cái đó. Cô thiệt là xong của tôi trong tình huống nghiêm túc này mà vẫn đùa được hay sao? Vậy là gì chứ? Vẫn còn tin tôi hả? Ngay lúc này thì cô dám cược cả cuộc đời không? Ôi trời, đừng có tin tôi quá như vậy. Để cho chắc ăn thì kể cả có chuyện khiến cho cô thất vọng về tôi cũng đừng có thất vọng quá nha. Ôi trời, xong của tôi đúng là tin người quá rồi. Đương nhiên là phải tin tưởng chứ sao, người với người phải tin nhau. Đừng có mù quáng tin người như vậy. Chỉ nên tin tình huống ập đến ngay trước mắt của cô thôi. Nhưng mà anh có chuyện gì giấu tôi nên đang chột dạ hả? Làm gì có chứ. Không có thì thôi vậy. Vậy giờ tôi chỉ cần đợi điện thoại của trưởng phòng bắt thôi, có phải không? À, mặc gì gặp anh ta bây giờ ta. Chắc cô ấy sẽ thất vọng về tôi lắm đây. Xong của tôi. Thả tóc ra nhìn ổn hơn đúng không? Xong. Có một chuyện mà tôi chưa kể với cô. Thực ra thì tôi lừa mọi người. Tôi đã lừa cả trưởng phòng bắt và cảnh sát. Tôi cũng lừa cả cô nữa. Tên trưởng phòng bắt đó bỏ tôi ở lại giữa đường rồi. Anh ở đâu vậy? Ok, xong của tôi an toàn rồi. Hãy tiếp tục với phần còn lại thôi nào. Nè, đừng có giả vờ nữa. Cổ của tôi đi. Ông chú này ơi, tôi xem cái chuyện của nó. Làm gì? Nào đây. Cái gì vậy? Cái gì vậy chứ? Nè, cái gì vậy? 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 Chú mới có vấn đề đó. Anh vừa đánh tôi sao? Sao đây hả? Nè nè. Nè, chú nói vậy là sao? Đi Busan sẽ rất là nguy hiểm, ở gần còn an toàn hơn đó. Tôi đã nói là không cố ý. Nè nè, nói vậy. Thôi đi nhanh đi. Gặp vợ sao đây? Con sợ đâu. Hòa giải đi chứ. Nè, đi nhanh giùm đi. Tủ khóa giữ đồ. Cảm ơn quý khách đã sử dụng. Cửa đã được mở.
để một nửa số tiền ở tủ đồ ga tàu điện ngầm. Bây giờ thì tôi... Một nửa còn lại thì... Cầm đi. Su Trang nhờ một cảnh sát đưa cho cô số tiền này đó. Nói cô từ giờ đừng đi móc túi nữa. Hả? Đây là danh sách. Cảnh sát đã từng làm việc ở sở cảnh sát ở chơi 16 năm trước. Nhưng mà trong này có một cảnh sát rất là đặc biệt. Theo ghi chép, anh ấy đã tự sát. Nhưng chứng đã đổ lỗi cho ba của mình và cảnh sát che đậy bằng chứng. Tất cả bọn họ đều đã chết hết rồi sao? Không thể tin được. Chuyện này thật sự trùng hợp tới mức vô lý. Ê, không biết. Ít nhất thì vẫn còn cái tên Đông Tắc này mà. Trước sau gì thì cũng về lại cơ thể. Nhưng mà không thể ra đi tay trắng được. Sao? Cái gì? Chán cái cảnh tôi đi giả vờ như là cảnh sát cha Đông Tắc quá rồi hả? Đây mới là con người của tôi đây. Quên rồi hả? Chuyên gia lừa đảo,